Vâng, xin mời chào quý anh em nhé. Nếu như anh em đang cầm một cái bật lửa độc đẹp giá rẻ để chơi tech thì anh em có thể tham khảo cái mẫu bật lửa Zoro này bên shop Zipman mình nhé. Sản phẩm này thì nó cực kỳ là bền luôn và nó cũng khá là độc đáo bởi vì chất liệu nó vỏ là bằng đồng đỏ anh em nhé. Chủ đề của sản phẩm này thì được lấy cảm hứng từ một bộ phim có tên là Biệt đội đánh thuê anh em nhé. Nếu như anh em là đã xem bộ phim này thì cũng sẽ biết được cái chủ đề. Đây. Sản phẩm thì nó được đựng trong cái hộp đen. Cái hộp này thì cũng đã rất là quen thuộc rồi. Nó to, kích thước của cái hộp nó to cỡ gấp đôi một cái hộp Zippo bình thường anh em nhé. Đây, to cỡ gấp đôi gì đấy. Thì cái hộp cũng không có gì đặc biệt cả nên là mình sẽ lấy và mình cắt đi. Sản phẩm này thì rất chi là bền đấy và nó có màu đỏ hồng anh em nhé. Thì cái màu này anh em dùng xong một thời gian thì nó sẽ đậm hơn, chắc chắn là nó sẽ ngả đậm hơn anh em nhé. Đậm hơn thì nó mới gọi là đồng đỏ, chứ còn lúc nào mà nó cũng đỏ đỏ hồng hồng như này thì có thể là nó mạ anh em nhé. Nó như thế sáng bóng này và chủ đề này thì được khắc chìm ăn mòn anh em nhé. Chủ đề về biệt đội đánh thuê, dưới đây có một cái đầu và một con chim đang đậu bên trên anh em nhé. Nó như thế này khá là tinh xảo. Sản phẩm này thì rất là kín, phần thân và phần nắp kín như thế này nên là anh em dùng cầm xăng một tuần lấy là bình thường. Bản lề thì rất là to, to và cứng cáp anh em nhé. Cái bản lề của cái dòng Zoro này nó thậm chí nó còn bền hơn cả cái bản lề của Zippo anh em nhé. Anh em yên tâm, cái độ bền cái này thì thậm chí mình đánh giá nó còn vượt trội hơn cả Zippo cơ. Bản lề thì cũng rất là đều, có 5 chỗ bằng niken. Đấy, cạnh này thì nó cũng khắc anh em nhé, cũng có khắc chủ đề. Và đây là một phiên bản limited. Thì trên đây nó có đánh số limited edition đấy anh em nhé. Cái này có số là 15195 anh em nhé. 195. Ok. Thì dưới đây là cũng có một cái chủ đề của nó cũng được khắc chìm đấy. Và mặt sau của sản phẩm thì trên đây có một cái mũ anh em nhé. Một thanh kiếm. Dưới đây có những cái câu chữ. Cạnh bên thì cũng có chủ đề đây, cái này thì khắc năm mặt luôn, khắc full hết luôn anh em nhé. Đấy, trên nắp này cũng có. Hiện tại thì shop Zipman mình cũng có một cái cây Zippo, nó chủ đề cũng tương tự như cái này anh em nhé, chủ đề tương tự, khắc cũng năm mặt như thế này luôn. Cây đấy thì Zippo thì shop mình đang bán giá là 1.950.000 anh em nhé. Cây này thì dù là nó chất liệu nó hiếm hơn, tuy nhiên nó rẻ hơn rất là nhiều anh em nhé, mới tầm khoảng chưa bằng cái số lẻ của cái sản phẩm kia. Đây. Về mộc đáy của sản phẩm thì đây là một cây thuộc cái thương hiệu Zoro anh em ạ. Đây, chất liệu của nó là chất liệu copper. Đây, nó như thế này. Sản phẩm này thì đâu đó mình còn có 4 5 cây gì đây thôi. Qua Tết thì mình sẽ nhập tiếp anh em nhé. Hiện tại thì còn 4 5 cây anh em muốn lấy thì nhanh tay nhé. Ok. Cái này thì âm thanh đây anh em nhé. Hiện tại ở miền Bắc ấy, nhiệt độ rất là lạnh, tầm khoảng 7-8 độ gì đấy thôi. Nên là mở ra rất là khó anh em nhé. Cắm tay. Âm thanh sản phẩm đấy. Cái này thì vỏ rất là dày nhưng mà âm thanh nó sẽ không hay bằng cái dòng vỏ mỏng anh em nhé. Đấy, vỏ dày thì nó sẽ được cái nó sẽ rất là bền. Cái bên trong bằng copper thì nó như thế này đấy. Rất là đẹp. Mình đánh giá cái vỏ này thậm chí là nó còn ăn đứt luôn cả cái vỏ của Zippo anh em nhé. Xét về cái ruột thì ruột này là bằng thép chuyên dụng không gỉ, màu trắng anh em nhé. Cổ đá thì sản phẩm đây. Đây, bánh xe thì nó có cả cắt xéo cả cắt ngang anh em nhé. Cái độ bén của nó thì cũng tương tự như độ bén của Zippo anh em nhé. Về cái công năng sử dụng thì mình đánh giá là Zippo và Zozo cái ruột này thì nó cũng 1:9:10 anh em nhé, nó cũng như nhau. Đấy. Còn về nó độ thẩm mỹ của sản phẩm thì mình đánh giá ruột của Zippo nó vẫn thẩm mỹ hơn anh em nhé. Công bằng mà nói thì ruột Zippo nó vẫn thẩm mỹ vẫn đẹp hơn. Độ bền thì bằng nhau. Đây nó như thế. Để mà dùng sản phẩm này thì anh em cũng dùng xăng đá bấc như thế là bật lửa Zippo anh em nhé. Khi anh em mua mua xăng đấy thì anh em nhớ cho mình để mình lấy bình xăng xăng còn nó mới cho anh em xem. Cái bình xăng màu đen anh em nhé, 125 ml. Bình xăng xịn ấy, anh em thì đừng có để ý nhiều tới cái dấu tam giác hay là cái dấu gì anh em nhé, tại vì là các cái dấu tam giác và chữ này này nó có thể thay đổi theo thời gian đấy, thay đổi theo từng lô luôn. Đấy. Anh em mua anh em chỉ lưu ý cái đường viền này này, nếu như mà anh em lấy cái móng tay mà anh em cậy này
mà nó dính liền với nhau, nó hàn như cái hộp sữa ông Thọ thì là sang xịn anh em nhé. Còn nếu như mà nó gấp nếp mà anh em bỏ vào, anh em cảm giác bật tay tanh tách thì đó là xăng fake anh em nhé. Anh em lưu ý như thế thôi thì anh em sẽ mua được xăng xịn. Một bình xăng xịn thì bây giờ cũng cũng tầm khoảng trên dưới 80.000 gì đấy anh em nhé, tùy tùy từng nơi, thậm chí là trên dưới 90.000, có những nơi bán 100.000. Mà đôi khi khách hàng của mình phàn nàn là 100.000 mà vẫn bị mua phải xăng fake đấy. Chứ không phải là cứ đắt tiền là xăng xịn đâu anh em nhé. Cái vỏ của cái này thì mình thấy rất là đẹp. Ok, cái sản phẩm này thì mình đánh dấu mã số trên đây anh em nhé, RR112 anh em nhé, RR112 đấy, rất là đẹp. Và giá cái này thì shop sale cho anh em chơi chỉ là 480.000 thôi anh em nhé, 480.000, bảo hành cho anh em 5 năm. Trong clip này anh em lấy thì shop mình sẽ bao ship COD đi cho anh em và tặng kèm thêm cho anh em một ví đá vàng 6 viên anh em nhé. Ví đá anh em dùng tầm khoảng gần nửa năm gì đấy. Ok, em muốn lấy thì alo cho shop nhé. Xin kính chào tạm biệt.